Đây, hôm nay có chị Ly phụ cô Mai này nha cả nhà. Đây 50 chặt anh đây cho. Đây 50 đây. Tiền nè Ly ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
300g ba rồi 200g xá xíu chặt luôn. 202. Ba rồi 2 xíu chặt người ta kìa. Căng em trời 5 rồi. Cái gì vậy? 50 xá xíu chặt. 50 xá xíu chặt. Xíu đó đóng không? Cái này chặt ra bán bánh mì nha cả nhà. Mình chặt nhỏ rồi để bán bánh mì. Sao hốt mình như vậy? Sao hốt 17 ngàn. Trời nó lại chưa? Ba rồi 2 xíu ngoài đâu? Đây của cô này. 150 ngàn thôi chị. Đảm bảo đó luôn đi ở đây nữa.
mì với 100 ngàn cái gì nè. Trăm không, trăm không. Trăm gram, trăm gram. Trăm ngàn, trăm gram, trăm ngàn. Trăm ngàn. Chặt không? Chặt, chặt luôn. Chặt nhỏ thôi nghe, đừng lấy vừa chặt bự quá. Yeah.
bán không kịp luôn nha cả nhà. Không phải nhỏ đó, không có gần chỗ này chút xíu. Ba gọi nữa đi. Ba đợi, tao mở nha. Nhỏ hơn em nha chị.
Anh có chặt không? 5.000 chặt luôn. 5.000 mới đợi lúc xưa chị. Chị 5.000 chặt luôn. 200. Cắt cho em nghe ba gọi luôn. Tuyến Nguyên không chặt. Chặt không chặt. 200.000 ba rội không chặt. Không chặt. Nhiêu 100 mấy? Tuyến Nguyên. Có khúc xương rồi chị, không có xương. 200.000. Con đi hỏi đứng đi con đứng xe phụ mày chứ.